Nhiều nghệ sĩ hủy lịch trình sau sự ra đi của Moonbin. Nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc và chương trình truyền hình tại Hàn Quốc đã thông báo hủy lịch trình trước sự ra đi đột ngột của Moonbin, ATRO. Tối ngày 19 tháng 4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Moonbin, thành viên nhóm ATRO, đã qua đời ở tuổi 25. Sở cảnh sát Gangnam cho biết, Moonbin được quản lý tìm thấy trong tình trạng đã tử vong vào khoảng 8 giờ 10 phút tối giờ địa phương ngày 19 tháng 4. Qua xác minh ban đầu, cảnh sát không thấy dấu vết bị sát hại, có khả năng Moonbin đã tự tử. Họ đang xem xét tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân chính xác. Công ty quản lý nam ca sĩ xác nhận, Moonbin đã đột ngột rời bỏ chúng ta và trở thành một ngôi sao trên bầu trời. Tang lễ của Moonbin sẽ được tổ chức lúc 8 giờ, giờ địa phương, ngày 22 tháng 4, theo nguyện vọng của gia đình. Tang lễ sẽ được tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình, bạn bè thân thiết và đồng nghiệp công ty. Sự ra đi đột ngột của Moonbin đã khiến các thành viên ATRO vô cùng sốc và đau lòng. Thành viên Cha Eun-gu đã lập tức trở về Hàn Quốc sau khi biết tin buồn về Moonbin vào rạng sáng nay. Nam ca sĩ dự kiến sẽ nhập cảnh vào lúc 5 giờ 50 phút chiều giờ Hàn Quốc. Ngoài ra, trưởng nhóm Jinjin và Sanha được biết đã túc trực bên linh cữu suốt đêm qua. MG hiện đang trong quân đội cũng đã xin nghỉ phép khẩn cấp để về bên Moonbin. Đại diện công ty quản lý của Moonsua, em gái Moonbin, thông báo toàn bộ lịch trình của nhóm nữ Billy trong tuần này sẽ bị hoãn hoặc hủy bỏ. Nữ ca sĩ Yu đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc phỏng vấn để quảng bá bộ phim Dream trong cùng ngày, tuy nhiên cô đã hủy bỏ lịch trình này sau khi hay tin Moonbin qua đời. Nhiều nghệ sĩ khác cũng hoãn hoặc hủy bỏ lịch trình. Chương trình Knowing Bros của đài GTBC với sự tham gia của nhóm nhạc Le Sserafim hủy lịch ghi hình vào sáng nay. Chương trình Radio Close Friend của Jungja, thành viên nhóm GOT7, bị hủy bỏ. Các nhóm nhạc khác như ITZY, Icon, UNITE tạm hoãn phát hành các sản phẩm. Khi xuất hiện tại sân bay sáng ngày 20 tháng 4, các thành viên nhóm DBSK và Red Velvet mặc đồ đen trắng. Hành động này được cho là để tưởng nhớ sự ra đi quá đột ngột của Moonbin. Trong chương trình MBCFM4U diễn ra sáng ngày 20 tháng 4, Giang Seung-gyu rơi nước mắt khi thông báo sự qua đời của Moonbin. Moonbin sinh năm 1998, anh ra mắt ATRO cùng Cha Eun-gu, Rookie, Sanha, MG và Jinjin vào năm 2016. Anh là một trong những thành viên được chú ý nhất ở nhóm nhạc ATRO. Moonbin giữ vị trí nhảy chính, main dancer. Bên cạnh ca hát, Moonbin cũng tham gia diễn xuất.